Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi sáng của đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BYN TV 57.3. Hôm nay là thứ Bảy ngày 9 tháng 6 năm 2012. Hưng Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an và hạnh phúc. Sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi những tin tức thế giới mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được. Hoạt động tấn công quân sự gia tăng tại thủ đô Damascus. Tin từ Damascus, một chiếc xe bom bên vệ đường phát nổ tại thủ đô Damascus của quốc gia Syria vào thứ Sáu ngày 8. Đài truyền hình quốc gia Syria chính thức loan báo cuộc tấn công trên. Các nhà hoạt động nhân quyền tường trình cuộc đánh bom đã giết hại ít nhất 2 nhân viên trong lực lượng an ninh chính phủ và làm gia tăng nỗi sợ hãi trong khu vực ngoại ô Qadisiyya gần trung tâm thủ đô Damascus. Đài truyền hình quốc gia Syria tố cáo các nhóm khủng bố đã tổ chức cuộc tấn công trên. Chính phủ Bashar al-Assad không công nhận lực lượng vũ trang tự do Syria và cho rằng tất cả dân quân đối lập đều thuộc các nhóm phá hoại và khủng bố. Thứ Ba vừa qua, phát ngôn nhân lực lượng vũ trang tự do Syria chính thức tuyên bố không thi hành kế hoạch 6 điểm từ cựu tổng thư ký Kofi Annan vì chính phủ Assad tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự giết hại thường dân vô tội, bất chấp lệnh ngừng bắn từ Liên Hiệp Quốc. Dân quân tự do Syria đã tấn công và giết hại hơn 80 binh sĩ chính phủ tại khu vực thành phố Homs. Tại Damascus, tình hình an ninh đang rơi vào tình trạng chính phủ không thể kiểm soát trước các hoạt động quân sự từ các nhóm dân quân đối lập. Tổng thống Bashar al-Assad đang cố gắng gia tăng kiểm soát thành phố và vùng ngoại ô Damascus. Tổng thống Pháp giữ vững lập trường tôn trọng một quốc gia Palestine độc lập tự chủ, tin từ Pháp Quốc. Tân Tổng thống François Hollande hôm thứ Sáu nói rằng tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng để giải quyết các mâu thuẫn tại Trung Đông trong tiến trình hòa bình. Ông Hollande hy vọng sẽ có các cuộc thương lượng kỳ tới giữa Palestine và Do Thái sẽ mở đường tới cộng đồng thế giới công nhận quốc gia Palestine là một thành viên chính thức. Tại Paris, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lắng nghe Tổng thống Hollande chia sẻ rằng thế giới ngày hôm nay đã làm những gì phải làm để công nhận Palestine trở thành một quốc gia thành viên tại Cao ủy Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Palestine đang hiện diện tại quốc gia Pháp trong tiến trình vận động quốc tế hỗ trợ tân chính phủ Palestine sau khi đảng Fatah sáp nhập và hợp tác với lực lượng vũ trang Hamas. Quốc gia Do Thái không chấp nhận sự hiện hữu của lực lượng vũ trang trong chính quyền Palestine. Tổng thống Abbas chia sẻ rằng người dân Palestine mong mỏi một cuộc sống hòa bình bên cạnh quốc gia Do Thái và không chấp nhận các quy luật nới rộng từ quốc gia Do Thái áp đặt lên Palestine như là một quốc gia thuộc địa. Palestine muốn trở thành một quốc gia thực thụ sẵn sàng làm việc và hợp tác trên mọi phương diện tới Do Thái. Ông Abbas nói thêm rằng chính quyền Palestine đang ra sức vận động kêu gọi các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo hãy ủng hộ lập trường một quốc gia Palestine độc lập tự chủ. Hồ sơ Do Thái và Palestine chưa bao giờ được Tổng thống Hollande đề cập trong suốt thời gian vận động bầu cử, nhưng dân chúng Pháp tin rằng Tổng thống Hollande sẽ tiếp tục giữ vững quan điểm từ cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy tôn trọng một quốc gia Palestine độc lập. Quốc gia Pháp với hơn 5 triệu dân theo tín ngưỡng Hồi giáo và là cộng đồng Hồi giáo lớn nhất trong các quốc gia tại châu Âu. Palestine đã nộp đơn để trở thành một quốc gia thành viên tại Cao ủy Liên Hiệp Quốc, nhưng vẫn không thành công trước sự cản trở từ Do Thái và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Serbia trở thành Chủ tịch Hội đồng các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, tin từ Cao ủy Liên Hiệp Quốc. 193 các quốc gia thành viên Cao ủy Liên Hiệp Quốc vừa bầu chọn Chủ tịch Hội đồng các quốc gia thành viên vào sáng thứ Sáu. Bộ trưởng Ngoại giao Serbia ông Vučeremić được các thành viên Cao ủy tán đồng và bầu chọn trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng các quốc gia thành viên tại Liên Hiệp Quốc. Ông Jeremić đã có công giải quyết các vấn đề mâu thuẫn nội bộ trong khu vực bằng đường lối ngoại giao và chấm dứt chiến tranh lạnh với các nước láng giềng. Ông Jeremić được bầu chọn vượt qua ứng cử viên Lithuanian là ông Dalius Sikulis. Sau khi chấp nhận chức vụ mới, ông Jeremić trở thành Chủ tịch Hội đồng các quốc gia thành viên lần thứ 67 tại Liên Hiệp Quốc và được tất cả 193 quốc gia thành viên khen ngợi và ủng hộ. Ông Jeremić nói rằng bản thân ông đã mang vinh dự tới quốc gia Serbia trong vai trò Chủ tịch tại Liên Hiệp Quốc. Hơn 5 năm trong vai trò Bộ trưởng Ngoại giao Serbia, bản thân ông Jeremić gặt hái được nhiều kinh nghiệm và dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Boris Tadić, quốc gia Serbia trở nên cởi mở hơn với nhiều chương trình hợp tác
tác ngoại giao và kinh tế trên thế giới, ngay cả các nước láng giềng có nhiều thành kiến với quốc gia Serbia nay trở nên thân thiện hơn. Nhiều nhà phân tích chính trị trên thế giới nhận định rằng chức vụ chủ tịch Hội đồng các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không quan trọng và không có những quyền hạn giống như 15 thành viên quốc gia thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Các quyết định phong tỏa cấm vận, hiệp định đình chiến, can thiệp quân sự, tất cả đều xuất phát từ Hội đồng Bảo an. Đàm phán giữa Iran và 6 cường quốc nguyên tử bị thất bại, tin từ Vương quốc Áo. Cơ quan giám sát nguyên tử quốc tế nói rằng các cuộc thương thuyết được tổ chức tại thủ đô Vienna, quốc gia Áo vào ngày thứ 6 đã không mang lại kết quả khả quan nào. Trước khi buổi họp được nhóm họp, nhiều hy vọng sẽ đạt được một sự đồng thuận căn bản nào đó giữa Iran và các cường quốc nguyên tử quốc tế. Nhưng mọi sự đàm phán đã đi đến chỗ bế tắc và thất bại. IAEA đã bày tỏ sự thất vọng sau cuộc đàm phán này. Giám đốc IAEA đã viếng thăm thủ đô Tehran, quốc gia Iran 2 tuần trước đó với hy vọng sẽ tìm được một mẫu số chung giải quyết mâu thuẫn Iran. Nhưng cuộc đàm phán đã hoàn toàn thất bại. Trưởng phái đoàn thanh tra nguyên tử IAEA, ông Herman Nagyer, nhận định rằng sau hơn 8 tiếng đàm phán tại cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA, cả quốc gia Iran và các cường quốc nguyên tử đều không có bất cứ một sự đồng thuận nào nhằm làm sáng tỏ quốc gia Iran che giấu các chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử. Tệ hại hơn nữa, các cuộc đàm phán trong tương lai đã bị bế tắc. Iran không đưa ra thời điểm buổi đàm phán kế tiếp vào thời gian nào. Ông Nagyer chia sẻ thêm, trong suốt cuộc họp, Iran đã đi vòng vòng, không trả lời trực tiếp tới các câu hỏi bị chất vấn và đáp lại các câu hỏi này đã được bàn thảo vào các thời điểm trước đó. Không có điều khoản nào có sự đồng thuận từ cả hai phía. Đây là một ngày với những cảm nhận thất bại và chán nản nhất trước vấn đề quốc gia nguyên tử Hồi giáo Iran. Nhưng đại sứ nguyên tử Iran Ali Agra Sotanier cho biết rằng mọi cuộc bàn thảo đều đi thẳng vào vấn đề và tin rằng quốc gia Iran sẽ đáp lại các lời yêu cầu từ cơ quan IAEA trong tương lai qua các cuộc hội thảo trên Iran và cộng đồng thế giới sẽ hiểu nhau hơn để làm sáng tỏ sự nghi ngờ quốc gia Hồi giáo Iran đang theo đuổi trở thành một cường quốc nguyên tử. Trong khi các nước Tây Phương và Hoa Kỳ cho rằng Iran đang kéo dài thời gian đàm phán nhằm đủ thời gian nghiên cứu và chế tạo vũ khí nguyên tử. Quebec nộp đơn tố cáo và đòi bồi thường chi phí y tế lên đến 60 tỷ Mỹ Kim, tin từ Quebec. Chính quyền tiểu bang tại Quebec vừa thông báo sẽ kiện tụng nhiều công ty sản xuất thuốc lá vì chính phủ phải trả chi phí rất nhiều tới các bệnh nhân có những căn bệnh ngặt nghèo liên quan tới hút thuốc lá. Chánh án liên bang Jean-Marc Fournier đã nhận đơn tố cáo và đòi tiền bồi thường lên tới 60 tỷ Mỹ Kim tới các công ty sản xuất thuốc lá. Chánh án Fournier trả lời tới các báo chí địa phương rằng đang thụ lý hồ sơ tố tụng từ thành phố Quebec vì ngân sách tiểu bang đã chi phí quá nặng nề chữa trị các căn bệnh liên quan đến vấn nạn thuốc lá. Chánh án Fournier nói thêm rằng các nhà sản xuất thuốc lá biết rất rõ sự tai hại của việc hút thuốc lá, nhưng họ vẫn còn làm ngơ không nói ra sự thật. Tạp chí Toronto Sun đăng tin chính quyền Quebec nạp đơn tố cáo các công ty sản xuất thuốc lá British American Tobacco, Imperial Tobacco Canada, v.v. phải chịu trách nhiệm hoàn trả chi phí y tế lên đến 60 tỷ Mỹ Kim. Quebec là thành phố thứ 5 tại Canada đã nộp đơn tố cáo và đòi bồi thường chi phí y tế tới các công ty sản xuất thuốc lá. Phong trào Hồi giáo và các đảng thiên tả Jordan biểu tình chống lên giá thực phẩm, tin từ Amman. Hàng trăm người thuộc phong trào Hồi giáo và các đảng thiên tả Jordan đã xuống đường ở thủ đô Amman trong ngày hôm nay để phản đối việc chính phủ quyết định tăng giá thực phẩm. Chính phủ Jordan đang gặp áp lực giảm bớt khiếm ngạch ngân sách đã tăng giá xăng dầu và cả giá tiền điện đối với các cơ sở thương mại. Giá xăng đã tăng lên 20% trong lúc tăng tiền thuế điện cho các cơ sở kỹ nghệ chính và các ngành dịch vụ như ngân hàng, khách sạn. Ông Hamza Mansour là tổng thư ký của Đảng Hành động Mặt trận Hồi giáo nói rằng chính phủ đã từ bỏ nhiệm vụ móc tiền túi của người dân để trả nợ cho chính phủ tạo ra. Để xoa dịu sự chống đối trong nước, chính phủ đã duy trì sự trợ cấp cho bánh mì và một số thực phẩm cân bản khác, làm cho ngân sách tiếp tục thiếu hụt. Người dân tỉnh Idlib chia sẻ thực phẩm cho nhau, tin tổng hợp
Video đưa trên các trang web xã hội trong ngày hôm nay cho thấy những người tình nguyện và tranh đấu trong tỉnh Idlib đang thu nhận thực phẩm và phân phát cho những người đang cần. Dân chúng trong tỉnh đang ở trong tình trạng thiếu hụt thực phẩm trầm trọng vì phải trải qua 15 tháng sống trong tình trạng bạo động. Một người tranh đấu giấu tên nói rằng tổ chức thực phẩm là điều phải làm sau khi lực lượng chính phủ tấn công hàng làng mạc, nhiều căn nhà bị hư hại. Những ủy ban gồm những người tốt trong thị trấn được thành lập để trợ giúp thực phẩm cho những người đang cần. Các ủy ban thu nhận sự trợ giúp thực phẩm hay bằng tiền. Những người tình nguyện đi tới những gia đình đang cần để phân phát cho họ. Thực phẩm cứu giúp gồm có đường, dầu ăn và gạo. Một người nhận thực phẩm nói ông ta vô cùng cảm ơn sự cứu giúp, nhưng số thực phẩm nhận được không thể cung ứng đủ cho nhu cầu của gia đình. Liên Hiệp Quốc cho biết đang có trên 1 triệu người Syria cần phải cứu trợ nhân đạo, nhưng thực phẩm không thể đưa tới các vùng hẻo lánh hay những vùng đang có chiến trận. Chương trình Lương thực Thế giới hay gọi tắt là WFP cho biết, cho tới trung tuần tháng 5 đã phân phát thực phẩm cho 250.000 người và hy vọng sẽ giúp được khoảng 500.000 người vào trung tuần tháng 6. Syria đang thiếu bánh mì, một phần vì bị cấm vận, phần khác đã bị mất mùa. Tỉnh Idlib là tỉnh nông nghiệp nhưng sản xuất chính là dầu ô liu. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần tin thế giới của BYN TV 57.3. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau vài quảng cáo.